Ok anh em, sự kiện Halloween của Robot cũng đã cập nhật thì bây giờ mình sẽ làm số cây cái trái revive này nha anh em. Cái revive đó hình chiếc god trái hồ ma được sửa lại chưa hút rồi á. À, đó, chưa hút của nó để rồi số cây cho anh em. Ok thì đây là chú giác. Nó lướt tới rồi đóng băng cái hồ lại em. Đó, đóng băng xong rồi phát ngộ một cái nữa. Đó, đây là chiêu ít năng gồng nó gạo lên linh hồn. Gạo lên. Đó. Chiêu C thì gần chiêu nhấn giữ, nên giữ gì không? Đó, nó phun linh hồn ra. Giờ nó còn phát nổ gì nữa. Rồi chiêu bay, chiêu ép anh em bay nó có mấy linh hồn bay xung quanh đó cũng khá là đẹp, bay qua bay lại rồi bay thì nó cũng chậm thôi, không có nhanh gì lắm đâu. Ở đây về chiêu V, ở chiêu V thì anh em sẽ tạo ra hai linh hồn, gọi là hai đệ đi, đứng hai bên cùng hồ thôi. Nó sẽ tự vừa đi đến quái như này, nó sẽ xài cái melee mà anh em đang xài đó, tôi đang xài xanh đu hấp thì nó xài melee đó, nó cũng khá vậy. Nếu mà anh em xài kiếm thì cái hàng đệ này nó cũng sẽ xài kiếm luôn, tôi xài mũi neo thì nó cầm mũi neo đánh được đó. Anh em thấy nó cầm con eo. Ngoài ra nó còn cúp bi được chiêu chiêu chát quỷ nữa nha anh em. Chiêu chai gót nè, mình xài chiêu gì mà nó xài chiêu đó heo. Chiêu ép bài nó cũng xài heo luôn. Cái này xịn đó, biến mất rồi. Về đây là cái chức năng mà đặc trưng của trái Levi đó là hồi sinh. Cái gót này cũng có luôn, anh em khỏi cần bấm chiêu gì cho mệt. Nói chung anh em chết là tự hồi sinh nè. Hồi sinh thì cho anh em mờ mờ áo ảo như mai nè. À, thêm cái mới lớp rút được thêm vào là cái rương bóng tối. Em nhặt để được nguyên thạch với xương. Như đó là anh em sẽ được thêm thêm mấy thằng cô hồn này nó đánh mình, rồi mình sẽ đánh nó thì như là sẽ được xương nè, lại có mấy cái random đồ anh em đó. Cái trong Halloween này nó sẽ cho anh em con Deathkin này sẽ cho anh em đổi chỉ số, đổi tộc rồi quay random ngẫu nhiên rồi nè. Nó giống như cái sự kiện Halloween năm trước như vậy thôi. Về để coi quay trái quỷ không, lại tiền thôi rồi, tôi hết xương rồi nên là xài xương quay sẽ cho anh em trái quỷ thôi. Thì nói chung cái sự kiện Halloween này vẫn còn dễ hướng nữa, nhưng mà tôi sẽ để video sau nha anh em. Hẹn anh em ở video sau, bye bye.